đang ở đâu đấy? Anh có biết là em đợi anh suốt từ sáng đến giờ hay không? Hả? Tất cả những cái cây ở trong công viên nhà anh nó không lớn được, bởi vì em leo cây quá nhiều lần đấy. Thế bây giờ anh bắt em phải làm thế nào? Mà em nói cho anh biết nhá, em không thấy người ta đang nghe điện thoại à? Mà em nói cho anh lần cuối nhá, em hy vọng đây là lần cuối em bị leo cây đấy. Em không muốn có những lần sau đâu. Xong chưa? Xong rồi đấy này. Không thấy người ta đang nói chuyện điện thoại à? Nếu mà nói chuyện xong rồi ấy, thì nôn hết tiền ở đây. Cướp. Cướp. Ôi dồi ôi. Cướp à? Cướp gì mà lại đẹp trai thế? Làm trò gì đấy à? Tôi là cướp nhưng không hề dễ dãi nhá. Tên gì đây? Hỏi làm gì? Định báo công an bắt tôi à? Không. Thế không cho tên thì cho xin số điện thoại nhá. Đừng có mà lừa thằng này. Cho số điện thoại để bắt thằng này nhanh hơn à? Không mà. Thế thôi lần cuối cho xin Facebook vậy. Đừng có mà đùa. Thằng này là cướp. Cướp thật đấy. Dao. Dao. Ôi dồi. Này này. Đừng chơi với dao. Tôi nói cướp nhá, dao nguy hiểm lắm, dao hai lưỡi đấy. Có ngày đứt tay này. Thế thôi, em cất. Làm cướp như thế ai làm được? Chị, làm cướp phải thế nào hả chị? Đưa đây. Cướp ấy, là phải thế này này. Cướp này. Có tiền không? Dạ chị ơi, em không có đồng nào đâu ạ. Nô tiền đây đây. Chị ơi, em thề là không còn đồng. Em không còn đồng nào đâu chị ơi, em xin chị ạ. Đấy, thấy chưa? Thấy sợ không? Sợ. Làm cướp là phải như thế. Dạ này. Lần sau làm cướp nhớ điều gì biết không? Điều gì ạ? Không được đưa dao cho người khác. Thấy chưa? Dạ vâng, em nhớ rồi ạ. Trời ơi. Mà này. Dạ. Đẹp trai như thế đi làm cướp nó phí. Mình tìm nghề khác mà làm. Nhưng mà bây giờ không làm cướp thì chả biết làm nghề gì chị ạ. Không làm cướp thì mình đi làm diễn viên anh này à. Mình làm người mẫu này. Mấy cái nghề đấy cũng khó lắm chị ạ. Có phải muốn làm mà làm được đâu. Thôi em thú thật với chị là dạo này kinh tế khó khăn, thành ra em mới phải đi cướp. Nếu bây giờ mà không cướp được thì thôi chị cho em xin được không ạ? Xin đó? Vâng ạ. Thì xin bao nhiêu? Em chỉ xin 500 nghìn thôi ạ. 500? Vâng ạ. Lượn 500 lượn. Thế thôi em đi. Này. Dạ. Đứng lại. Đẹp trai như thế này đi làm cướp, không cướp được thì mình xin. Mày xin có 500. Thế phải xin bao nhiêu ạ? Mày xin 1 triệu. Xin 1 triệu à? Vâng, thế chị ơi, chị cho em xin 1 triệu được không ạ? Tại vì tôi ấy, cho là phải cho 1 triệu trở lên. À thế này à? Thì cho 500. Ui. Dạ. Em xin ạ. À, chị cho em cái điện thoại. Ô không được đâu, điện thoại không cho được đâu. À không, em không phải là em lấy. Em lấy điện thoại của chị để bấm số của em. Xong khi nào mà có tiền thì em sẽ gọi điện thoại để trả lại chị ạ. Thế là cho xin số được à? Dạ vâng ạ. Này. Dạ đây ạ. À đây rồi ạ. Thế có cần lưu tên không nhỉ? Dạ, thôi không cần lưu tên đâu. Dạ. Chị... cứ nhắn tin cho em biết để em còn gọi điện thoại lại cho chị ạ. Ừ. Dạ. Thế em xin phép chị em đi ạ. Ừ. Em cảm ơn chị ạ. Anh hai. Dạ. Tinh. Em gọi chị ạ. Dồi ôi. Sao hôm nay gặp cướp mày lại đẹp trai thế này nhỉ? Ừ. Nào. Ôi. Xinh thế này, anh cướp làm sao mà thoát được khỏi tay của mình? Này! Dạ? Mấy giờ rồi không lo cơm nước thì ngồi đây hí hái hưởng điện thoại. Làm sao mà hớn thế? Hay là kiếm được anh nào dẫn về để chuẩn bị giới thiệu cho bố à? Hôm qua con gặp cướp bố ạ. Gặp cướp á? Vâng.
Thế nó có bị nó cướp cái gì không hay là nó cướp mất cái ngàn vàng rồi tâm lý thú vị sinh ra như thế hớn hán hả? Không, con có bị cướp cái đấy đâu mà. Thế nó cướp cái gì? Thì anh ấy không cướp, anh ấy chỉ xin con 1 triệu thôi. Thế là con đưa cho luôn. Nó đòi 1 triệu mà đưa luôn cho nó lại còn anh ấy nữa. Thực ra người ta bấn tiền quá cho nên mới đi làm cướp thôi. Chứ có phải là mục đích là cướp đâu. Mà nhớ, con còn cảm hóa được người ta cơ. Anh ấy xin con 1 triệu. Thế nhưng mà nhớ, anh ấy còn xin cả số điện thoại của con, để khi nào có tiền anh ấy trả cơ mà. Cướp mà nó lại có lương tâm như thế. Thì chả có lương tâm, anh ấy là cướp ấy. Nhưng mà gặp được cái nhan sắc trời phú xinh đẹp của con gái bố ấy, cho nên là anh ấy hoàn lương đấy, trở thành người lương thiện đấy. Có thấy con gái bố siêu chưa? Vâng. Nhan sắc mà mất chìa khóa đến gần 30 năm rồi không thấy dắt ai về, xong rồi giờ lại còn xinh như chợ đẹp. Thằng ấy mắt nó có vấn đề hay nó đeo kính cận? Có mắt bố vấn đề ấy. Thế con gái của bố xinh như thế này mà chả bao giờ bố nhận ra cả. Thế bố định để cho con để cái quả bom nổ chậm này mà không tống khứ nó đi à? Tống khứ cho ai? Tống khứ cho cái thằng cướp đấy á? Vạn sự tùy duyên. Duyên mày mà cứ liên thoa lên thuyền khéo gặp thằng cướp thật thì lúc ấy há mồm rồi. Dạ. Bố cứ đợi đấy. Gì vậy? Đấy, bố thấy chưa? Vừa nhắc Tào Tháo mà Tào Tháo đã đến rồi đây này. Alo, anh cướp à? Cướp em đi, trời em đây. Này, hết cả mình. Gớm, bà chị hẹn từ 4 giờ mà 5 giờ mới xuất hiện. Delay thế. Em bị muỗi đốt sưng hết cả chân đây này. Rồi có sao không? Thì cũng phải thông cảm cho người ta tí chứ. Người ta là con gái mà. Đi gặp trai đẹp như thế này thì phải để cho người ta make up lồng lộn một chút chứ. Mà hôm nay hẹn tôi ra đây có việc gì thế? À, trả tiền đúng không? Dạ, chị ơi, nói thật là em vẫn chưa có tiền để trả chị đâu chị ạ. Thôi không sao, không có thì mình để lần sau vậy. Tôi cũng thông cảm cho cậu mà. Sông có lúc, người có khúc. Sông có khúc, người có lúc chị ạ. Ôi chết nhầm, sông có khúc, người có lúc. Đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại, đúng không? Dạ. Em đã bảo rồi, chị đừng có búng vào người em, xấu hổ lắm. Rồi ôi, có làm sao đâu. Rồi đằng nào mình trở về một nhà. Tôi biết cậu là hoàn lương rồi đúng không? Thế cho nên là thôi thôi, mình đi thôi, cậu với tôi đi mua sắm. Còn cái việc tiền nong ấy, không quan trọng nhá. À, chị ơi, từ từ đã. Thật ra hôm nay em hẹn chị là để nói với chị một quyết định rất là quan trọng với cuộc đời em chị ạ. Đấy, tôi nói cậu hoàn lương đúng không? Dạ, tại vì là hôm trước nói chuyện tâm sự với chị, nghe những lời chia sẻ của chị thì em đã thật sự quyết tâm với một nghề rồi ạ. Ừ. Và em đã quyết định là từ bây giờ trở đi em sẽ làm cướp xịn. Cứng nhở? Chả cứng. Đưa cái túi đây. Hét lên nhá, thằng này không biết mặt. Đừng im đây, ngập bầu bạo. Đừng im đây. Em mời anh vào đây ạ. Ừ. Em mời anh ngồi. Cho anh mời anh ngồi ạ. Không dám. Khổ quá, ngồi cái gì, ông đi vào trong check hàng đi. Khách đến rồi. Dạ vâng ạ. Anh ngồi đây. Đó, khách chờ em tí ạ. À, thế này nhá, sáng mai thì tôi sẽ chuyển tiền lần 3 cho cậu. Vâng, anh sẽ chuyển thẳng vào tài khoản công ty cho em. Theo cứ đúng hợp đồng thôi. Vâng ạ. Sau 3 tháng nhỉ, sử dụng không có vấn đề gì thì chắc là chúng ta tất toán. Vâng, thanh lý hợp đồng cho em nhé. Chất lượng thì anh khỏi lo, vì bộ máy của chúng em nhập từ nước ngoài về, giống như đúc anh ạ. Có. Anh sẽ ngạc nhiên. Tôi tin, tôi đã kiểm tra kỹ năng lực của công ty rồi. Vâng. Bây giờ anh cho xem hàng một chút. Sâu hàng em ơi. Dạ vâng ạ, em đưa hàng ra đây ạ. Sản phẩm chắc chắn anh sẽ hài lòng anh ạ. Ông ơi, ông quay mặt tiền của người ta ra đây. Dạ vâng, em quay luôn ạ. Quay hàng lại, quay đằng sau lưng thì nói chuyện gì. Nào, quay lại nào, bíp. Quay, bíp, bíp. Quá, cái ông này đã không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng rồi. Quay mặt tiền. Đây. Anh tại mấy cái chú này cứ anh ơi anh hết sức bình tĩnh. Em đợi anh. Anh ơi, đây chính là bức tượng mà anh đặt cho công ty em. Anh ngạc nhiên quá ạ. Đây,
ngồi xuống. Anh có thể kiểm tra hàng ạ. Nhưng rất giống thật 100% của em. Từ từ. Anh cứ bình tĩnh anh. Anh cứ bình tĩnh ạ. Đấy, còn có cả chức năng. Nói. Dạ, chào anh ạ. Dạ, em xin lỗi ạ. Biết nói xin lỗi à? Rất đáng yêu. Ôi, em, người xin lỗi phải là anh. Dạ, lỗi là của em ạ. Thật à? Đương nhiên như thế ạ. Mềm. Mềm. Xin lỗi chồng yêu này. Dạ, em xin lỗi chồng yêu ạ. Tôi là chồng yêu. Ôi, này, không đùa tôi đi chứ. Anh có thể kiểm tra lại lần nữa. Dạ, em yêu chồng nhiều lắm ạ. Trời ơi. Không, anh xin lỗi em. Anh mới là thằng có lỗi. Anh ơi, đây là tương. Anh đừng xin lỗi người ta làm gì. Đây, anh để em. Ôi giời ơi, nhưng làm mà gì tôi... À, anh Tùng test hàng nhỉ? À, dạ vâng ạ, anh nhìn này. Dạ, lỗi tại em ạ. Dạ, em xin lỗi ạ. Anh thấy thế nào? Ui, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Không ngoan không ạ? Tôi có thể thử được không? Anh thử thoải mái ạ. Bây giờ cô nói cho tôi nghe xem. Hả? Từ trước đến giờ cô làm ăn như thế mà được à? Quá tốt. À, em xin lỗi chồng ạ. Tôi không thích xin lỗi. À, xin lỗi à, xin lỗi ạ. Được, à, được. Được thế. Cảm ơn cậu. Mai tớ chuyển tiền luôn. Mai tớ chuyển tiền luôn. Mà này, tôi hỏi cái này. Đấy là vừa rồi mình tát bằng tay. Nhưng mà nếu mà bằng một cái vật dụng gì đó thì nó có được như thế không? Được, anh có thể dùng cả bom vẫn giữ nguyên như này luôn. Chắc chắn như thế. Tôi chuyển tiền ngay, chuyển tiền dạ, ngay. Vâng, không này, có gì hết. Tôi muốn lấy cái giày. Hôm qua tôi đã chạy cầu thang bộ xuống rồi. Đến tận dưới mà nó vẫn ném giày theo tôi. Để tôi muốn lấy cái đúng cái giày đấy. Tôi đập vào mặt nó nhá. Rất ok, rất thoải mái nha. Vâng, tôi xin nhắc tôi ra tôi lấy cái giày. Anh có thể test thoải mái nha. Ừ. Bữa người ta bảo chào hay không chào. Hết pin. Hàng vừa mới nhập. Sao lại hết pin hả ông? Anh ơi, hôm qua em quên mất em không cắm sạc. Nghe vào sạc đi còn gì nữa, khách người ta vào bây giờ. Đấy, cậu xem. Tớ đã bảo rồi. Ông ý hành tớ từ lúc vào cái công ty này đến bây giờ. Đến hôm nay tớ không thể nào chịu nổi nữa rồi. Tớ stress quá rồi. Phải tìm đến một trung tâm xả stress để mướn người ta làm cái hình nộm ông ấy để về, để xử lý lại ông ấy, chứ làm sao mà tớ chịu được. Ừ. Thế à? Thế hôm nào cậu qua đi, rồi tớ giới thiệu cho cậu cái địa chỉ này cậu đến nhá. Người quân tử là phải luôn mang theo mối thù bên mình. Lần này có bao nhiêu xì chết, xả cho bằng hết. Ừ, ok. Đây rồi. Đây rồi. Cô còn nhớ cái giày này không? Hả? Nhớ cái giày này hôm qua mà tôi đã chạy xuống cầu thang bộ rồi mà cô vẫn còn ném theo. Hôm nay cô sẽ ăn thử cái này xem nhé. Này thì ném theo này. Chửa ăn xong khỏi mồm. Đã bắt tôi đi rửa bát à? Hả? Này. Rửa bát này. À, không cho đi uống bia này. Không cho đi uống bia này. Xem là như thế nào này. Còn cái tội này nữa chứ. À, đêm à, đêm lại còn đọc trộm điện thoại à? Lại thì đọc trộm điện thoại này. À, sướng thật. Bỏ đồng tiền ra thế chứ. Chỉ nghĩ là cái tội gì cho nó mới phát đấy anh ạ. Tội gì nhỉ? À, hôm nọ, à, đang ngồi quán bia, Sa lại còn sắn váy qua cổng ra. À, lại còn... Đúng cho. Thôi, xót cái giày nhá. Riêng cái tội thà. Bỏ đồng tiền nữa. Chú à? Anh có gì ở bầm thế hả anh? Không, cảm ơn chú nhá. Hàng tốt lắm. Anh với thử đi, test thử hay lắm. Chắc là hàng nào ạ? Ừ. Đây là gì đây ạ? Ờ, thì hàng của chú đây. Ừ. Anh đặt hàng mà. Anh hơi hàng của anh, em đang sạc pin trong kia cơ mà. Em sạc pin thích hàng nào? Em có biết đâu. Hàng nào? Vợ của ông đây chứ hàng nào?
Trời mưa, thu quần áo vào. Thế cô ở nhà làm cái gì? Thế anh nghĩ em ở nhà chơi à? Em đang làm đây này. Này, tôi nói cho cô biết nhá. Làm việc ở nhà ấy thì cũng phải đến tư duy, động chất xám. Mình phải có kế hoạch nhá. Cất quần áo sớm đi. Tại sao đợi lúc mưa mới cất? Là nào? Trời mưa ướt, không có quần áo đi học có gì. Mai con cởi chân đi học. Cô cứ làm như là chồng cô thảnh thơi lắm ấy. Tôi nói cho cô biết nhá. Tôi đi làm, tôi bao nhiêu việc, nào là giấy tờ, nào là công văn, nào là chữ ký, nào là giải ngân. Không phải thu trong giặc ngoài chứ không phải đơn giản như cô ở nhà, việc nhà, lau nhà, nấu cơm, đưa con đi học đâu. Thu trong giặc ngoài cái gì? Anh cứ làm như là anh đi làm cứ như là đi đánh nhau ấy. Ôi này, tôi nói cho cô biết nhé. Mỗi một ngày đi làm đối với tôi là một trận chiến nhá. Tôi còn phải đối diện với đồng nghiệp, người tốt, người xấu này. Khách hàng là người vui tính, người khó tính này. Rồi trông chờ xếp ra, xếp vào. Ông ấy cười hay ông ấy cáu để mà còn xin chữ ký. Tôi hiểu chưa? Ông như cô ấy, ngồi ở nhà điều hòa thì mắt lạnh 24/24. Tôi hỏi cô, từ khi cô lấy tôi đến bây giờ trên người cô đã bao giờ đổ một giọt mồ hôi nào chưa? Hay là cô ngồi suốt ngày 24 điều hòa, thích bật tivi là ngồi xem tất cả các chương trình trên thế giới, trong nước, ngoài nước. Con đi học về rồi thì đón, cơm sẵn đấy thì ăn. Cũng như chồng cô không, bán mặt cho đất, bán lưng cho rời. Ngày xưa tôi lấy cô nhá, da tôi trắng trẻo mịn màng như thế. Thế mà bây giờ, cô nhìn cái mặt tôi xem, sắp thành da đen rồi đấy nhá. Anh cứ làm như là tôi chỉ có việc chơi thôi ấy. Nếu mà anh giỏi từ ngày mai anh ở nhà làm việc nhà đi. Để tôi đi ra ngoài, tôi chiến đấu. Đây là một điều mơ ước duy nhất của tôi đấy nhá. Cô nhớ nhá, cô nói đấy nhá. Được rồi, ngày mai cô đi làm đi. Để xem cô trụ được bao nhiêu lâu. Trời ơi, ngày mai tôi được sống cuộc đời như mơ ước. Ngày đầu chưa quen đường cây sau thằng ngay. Ôi dồi, thường là dễ em cho nó khó này, mãi nó không sợ. Anh là cho em xong chưa? Sắp xong rồi. Mình cứ vào trong nhà đi. Mình cứ vào trong nhà hay là hôm nay mình chọn tạm một bộ nào đấy mặc tạm đi vậy. Chứ còn cái chỗ này nó mình thay hơi nhiều. Không, cho nên là em không thích. Em thích những bộ này. Thôi, mặc tạm cái này đi. Không, mặc tạm cái này. Em thích cái này này. Thôi, cái này đang là. Không, em mặc thích cái này. Mặc tạm cái này đi, cái này nó xuống đến không. Nó phẳng đấy. Em thích cái này. Ôi giời, thích cái khó thế, phải từ từ chứ. Ngày đầu chưa quen đường cây. Giữ hộ cái, giữ hộ cái tay vào đây. Đường cây sao thẳng ngay. Ôi giời, cái gì khét đấy nhỉ? Chạy nha. Mà lỗi là cái bàn là. Hôm nay em mua cho anh một cái bàn là hơi nước đi. Chứ cái bàn là nhiệt không là anh là không quen nhá. Ôi khổ em quá. Em không biết, anh phải đền cho em cái áo này. Thôi được rồi, tôi đền. Không biết bao nhiêu việc không, anh đang nấu cơm cái này. Xong rồi anh phải rửa bát đi để em có đi làm. Cái gì? Nấu cơm lại còn rửa bát nữa thì ai mà làm được? Tôi không phải ba đầu sáu tay đâu. Bình thường ở cái nhà này ấy, em vẫn phải làm hết tất cả những việc này đấy. Em làm được, anh cũng phải làm được. Cái gì? Em làm được, anh cũng phải làm được á? Ôi trời ơi, là quần áo này, nấu cơm này, ôi trời ơi, lại còn rửa bát này, lại còn đón con đi học phơi quần áo này, bố nó làm mà làm được? Nhanh lên con,
Ôi. Cô. Gì? Cái gì đấy? Bố Hiếu đang chè bố nhá. Ôi trời ơi, chè cháo có gì muộn giờ rồi. Đi. Nhưng mà mỗi hôm mẹ vẫn cho con ăn mà. Con lạy bố. Bố vừa mới ăn sáng xong, còn mấy phút nữa thôi muộn giờ học đến bây giờ, con còn bao nhiêu việc cái bố ạ? À? Ơ, sao bố gọi bằng bố? Không ạ. Từ ngày hôm nay trở đi chính thức con sẽ gọi bố là bố nhá. Con còn bao nhiêu việc, con làm phục vụ là phục vụ tương lai của bố trẻ ạ nhá. Con về con còn đi vứt rác này, đưa bố đi học xong rồi con về con nấu cơm này, rồi còn cất quần áo, trời sắp mưa rồi, không cất kịp ấy, ướt quần áo mai là bố cởi trần đi học đấy bố ạ. Nhá. Sao bố gọi là bố nhở? Từ giờ con sẽ gọi bố là bố suốt nhá, con mời bố, kính bố nhanh nha con nhờ. Ủa, quá. Alo. Anh Hà. Cái gì? Anh làm xong hết việc chưa? Xong hết rồi. Thế cơm nước đã chuẩn bị xong chưa? Này, nấu cơm xong rồi nhá. Lau nhà xong rồi nhá. Được chưa? Em quần áo gấp rồi nhá. Cái gì? Phòng em có 6-7 người muốn đến nhà mình ăn cơm để chơi với cả gia đình nhà mình. Anh đi ra chợ mua đồ về chuẩn bị cơm cho em nhá. Mua thêm ít hoa quả nữa anh nhá. Mọi người, người thì thích ăn vịt, người thì thích ăn gà, người thì thích ăn cá. Anh mua về chuẩn bị hết cho em đầy đủ nhá anh nhá. Này nhá, anh nấu cơm rồi, lau nhà rồi, gấp quần áo rồi. Chỉ còn nửa tiếng nữa là anh đi đón con đi học về nhá. Rồi em muốn ăn gà này, gà luộc này, đúng không? Vịt nướng này. À, lẩu nhá, tôm cua hải sản nhá. Này, tôi nói lại một lần nữa nhá. Cô muốn ăn ý, thì rước các bạn cô ra ngoài quán mà ăn nhá. Tôi hầu hai mẹ con cô là đủ lắm rồi nhá. Đừng ngoan hành thằng này nhá. Về đây mà làm việc nhà đi, để mai tôi đi làm. Trả lại cuộc sống cho tôi, hiểu chưa? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.